Chào anh em, quay trở lại với kênh Chúa Tể Bầu Trời nhé. Hôm nay thì mình cùng với cả anh em đi một cái chương trình nó khá là thú vị. Đấy là đi lên cái khu nghỉ dưỡng Melody của bạn Trung Võ. Thì hôm trước là Trung có nhờ mình tập hộ một con biển với một con đại bàng ưng. Thì với một tập và với một cái ý tưởng khá là thú vị. Đấy là Trung sẽ để cho hai chú đại bàng này là cái điểm nhấn trong cái khu du lịch nghỉ dưỡng này, và để cho du khách trải nghiệm cái dịch vụ. Thực ra nó không phải là dịch vụ mà nó là một cái phần trải nghiệm cho du khách. Thì sau khi mình tập xong thì sau này thì Trung sẽ sử dụng hai con đại bàng vào mục đích là vừa để cho du khách đến đây ngắm cảnh, ngắm chim, chụp ảnh với chim và trải nghiệm cái khoảnh khắc chơi với những chú chim, gọi chim qua tay và huấn luyện những con chim. Đây thì ngày hôm nay có mang cùng lên đây một cái con Black Kid, của con Black Kid là giải nhất của cuộc thi chim săn mồi miền Bắc mở rộng vừa rồi lên để biểu diễn. Và đây là hai chú, đây là đại bàng biển và đây là đại bàng ưng. Đấy, thế hai con chim này mình tập qua tay khá là ổn rồi, thì lên đây chỉ để các bạn kiểm soát được con chim và sẽ để cho du khách trải nghiệm. Thì lát nữa mọi người sẽ được chiêm ngưỡng cái phần mình gọi chim qua tay và du khách cũng trực tiếp trải nghiệm luôn. Và đặc biệt là hôm nay cũng sẽ có cái phần thả con Black Kid giải nhất này lượn biểu diễn để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Con này đi đánh cầu lông là đi đá bóng suốt đấy. Nó là thời gian nó ngắn. Trước là chủ nó không tập 40 cây, 40 cây. À 40 cây. Nhưng mà tí nữa nó quen. Hôm nay anh không mời các bạn đi. Dạ. Tối nay không say không về nhỉ. Này anh Mạnh nào? Hôm nay anh phát tài đây. Là phát tài đây à? Anh Mạnh bảo là có gì anh trả lại chứ. Mọi người lên trên này cứ ghép lại lại chứ. Đây cho anh tỉnh. Đơn giản không? Anh Mạnh anh bảo hôm nay anh trao thân gửi phận ở đây. Đưa thân. Nhắm mắt đưa thân rồi đúng không? Vào đi. Cầm ngang cái tay ra. Đứng yên, cần giữ nguyên cái tay lại, cứ giơ cái tay ra, giơ tay ra, thấp tay xuống. Lần đầu làm chuyện đấy. Thẳng kiểu tay xuống. Đây đúng kiểu lần đầu làm chuyện đấy à? Đây này, nhá, thẳng, em để thẳng cái tay ra nha. Đá lại để giữ chắc cái tay, thẳng cái tay ra. Ấy à, ấy à, ui mạnh mẽ đấy. Không phải né nó. Không phải né, không sợ đâu, nó không làm gì đâu. Nó qua rồi được ăn thôi. Là nhớ nhá, nhớ khi nó về là em mở cái lòng bàn tay ra để cho nó ăn ở đây này, nhớ là phải cúi xuống nó ăn đây mới là đúng nhá, không phải cho ăn ở trên. Em ra cho đứng lại xong anh rồi xong quả sau anh sẽ chỉ cho nó bay lên đấy, hất nó ra thì nó bay này. Lần đầu tiên kinh nghiệm dần đấy, thế là hay rồi đấy. Anh vừa cầm phát cướp mồi bay luôn. Nào nào nhá, em nắm cái lòng bàn tay này lại đấy, để làm sao nhá, khi mà nó về ấy, là em mở cái tay này ra để cho nó cúi xuống đây nó ăn ở đây, nhớ chưa? Phải để cho nó cúi xuống nó ăn chứ đừng để nó mồi lên đây nhá. Thì để sau này những trường hợp mà
nó đá găng hoặc nó cướp mồi, nó về nó sẽ cướp mồi ở đây nhá. Thì nó về nó phải tìm ở trong này, nó sẽ không cướp mồi như lúc nãy, nó quen rồi. Giờ cầm chắc cái tay vào, chỉ cần lắc lắc thôi, đừng rung cái tay. Cái tay thì nó thượng quá. Chưa quen. Nha, cái tay em đưa ra nhá, em lắc cái găng em lắc như này này, chứ không phải rung rung nha, lắc này. Đấy, nắm chắc cái tay vào, nắm chắc vào tay giống như này. Nắm chắc vào. Đấy, nắm chắc vào xong lắc nha. Đây đây đây. Đấy. Đưa thấp xuống một tí nữa. Cái cổ tay này thẳng ra. Cái tay này đừng đừng khòng cái cổ tay, mà cái tay này thẳng ra. Đấy, nhưng nắm chắc vào, nắm cái này vào. Đấy. Nắm cái này vào nhưng mà cái cổ tay nó thẳng ra nha. Đấy, để cho nó phẳng cái găng này ra. Bọn này nó chưa đến mức nó về găng nhỉ anh nhỉ? Chưa, cứ từ từ rồi nó sẽ về. Dơ thẳng ra, thẳng cái cổ tay ra. Đây để huấn luyện viên xuống hướng dẫn này. Đúng, huấn luyện viên đấy. Cái cổ tay bạn thẳng nó ra, đừng cục cục này. Thẳng cái cổ tay ra, nắm lòng bàn tay lại. Mình dơ cả. Về. Đấy. về ông kia cơ. Găng cho nó nhảy sang thôi, cho chắc cho nó về kia để gọi lại. Chắc cho về kia gọi lại. Vâng. Găng kia không có mồi. Nhìn găng kia ôm mình về nhầm chỗ rồi, có gì ăn đâu. Từ từ cho nó đứng đàng hoàng á. Cho nó đứng đàng hoàng, nó cụp lông lại xong bắt đầu gọi. Giơ tay ra. Không mạnh cho nó hở. Đang kêu ở sao không cho tao ăn kìa. Sắp rồi. Cầm chắc tay vào, nắm tay vào. Chắc tay vào, cứng cái cổ tay lên. Ngược bàn tay lên anh. Đang đấy phải đấy, phải cho nó ăn như thế mới là đúng. Đấy đúng không? Cầm giữ để kiểm soát nó. Lấy cái tay kia, đấy, lấy tay kia. Rồi. Đấy cho nó kẹp vào đấy, xong cài. Cầm chặt kiểm soát cho mình đưa đi đâu rồi đưa. À, nếu em có thể cài vào cái khe ngón tay này, cài vào khe này, đấy xong nắm lại, nhá. Thì là tránh trường hợp nó về xong rồi nó muốn bay lên thì mình nắm chặt cái đấy lại, thì nó muốn bay đi nó không bay được, mà nó phải theo sự kiểm soát của mình. Làm cái găng khác, răng này nó cứng quá. Ừ, cái găng này cứng. Được đấy. Tại vì chưa quen ấy, lúc đúng rồi, vài hôm là quen. Đã thử luôn. À, cái găng, chắc cho em ấy mượn cái găng của chắc. Đây cho em mượn cái găng của chắc. Sợ nó vào tay. Nó cũng không bóp đâu. Em quay sang bên này, anh đưa cho mồi. Từ từ. Có mồi đấy. Phải giấu mồi đi. Ừ, giấu mồi vào đúng không? Cho nó hở. Thôi kìa. Thổi đi. Nó lên ra đây nào. Em có thể đứng gần vào một tí cũng được, vì nó lạ người nên là cho nó vào nó tự tin. À, bác, anh. Bác. Ô. Nó về thì em chắc tay vào nhá. Đừng nó hơi nặng một tí ấy, đừng để nó sệ xuống là nó bay lên. Mày đâu? Mày ra đây nào. Nghiêng cái tay đi để cho nó nhìn. Chim côn là chim đầu thì Dương. Quá anh cảm ơn em đi. Quá là Dương bảo chim côn chim đậu trên đầu thì Dương. Quá quý luôn. Các anh đông quá là nó sợ đấy. Ừ. Chứ nó không dạy em đâu. Chim nó gặp chim nó chả sợ. Chim nó chả đẹp. Đây là còn con nữa này. Con nhỏ. Em ơi. Trước đây anh bảo này. Xách cái mấy chai rượu lên cấp cho anh đã. Nó nhìn anh. Anh đi lên đi. Đi ra đi. Ê. Em ơi, riêng chim em phải mở các con bay vào. Đứng dưới nó bay làm sao. Giữ yên tay nhé. Đấy, được không? Quay mặt ra đây xem nào. Không, ok. Chờ đi chụp ảnh nhé. Em chưa. Chưa. Đỉnh luôn. Ok. Anh ơi, anh cho em làm chuyện ý đấy. Để em đeo cái găng này. Đeo găng này. Dương quay cho Linh đi. Quay cho Linh. Ok. Đây, anh là không quay không đẹp. Vâng.
Thấy chim to thích. Đây 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 anh đưa cho mồi. Đây đây anh đưa cho mồi đó. Nắm nắm cái tay này, nắm lòng bàn tay này nhé. À, dơ đi. Dơ đi. Thẳng tay ra nhá. Chắc tay vào nhá, nó về nó hơi nặng một tí mà chắc tay. Ê. 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 Con gái còn làm được không? Chim cái chim được. Ê. Cái hết. Gái, nhìn gái, làm sao nó tàu. Em che cái móng tay nhé, để khi nó về nó ăn, nó ăn ở dưới này nhé. Đâu, nó đang nhìn Linh, nó bảo cái con kia nó định làm gì ấy nhỉ? Coi đâu cho, nhỉ? Cho nó hở ra tí. Cho thịt nó nhô lên tí, ui dạ. Ê. Khỏe, nó có vẻ nhìn nó vẻ, không hấp dẫn lắm. Mệt. Có khi ăn giờ dơ lên nó bay vào ấy. Chim cái. Ê. Hey. Nó lạ chủ rồi, anh cầm rất là qua ngay. Hey. Sao đấy? Ôi, nó không thích đâu. Hey. Nó. Ghê để chụp ảnh nhá. Ôi đẹp quá nhá. Thế để chụp ảnh nha. Mổ đúng vào mắt, không rơi ra được. Đẹp thế nhỉ? Ok. Mổ sắc quá. Nó không nặng lắm thôi ạ. Em tưởng nó nặng lắm. Nó sao nặng chim, nó có nặng như gà đâu mà. Con này xinh đấy. 3 cân nô nê ạ. 3 cân. Bên con chim còn vất vả nữa. Không kịp. Không mình không. Hai bạn. Rồi ạ, à, đẹp ạ. À. Đâu nhỉ, mồi kia nhỉ? À, bếp em đang làm đấy. Ừ, bảo nó mang ra ngoài nhỉ. Cho nó hết tay. Cho đầu tiên cái cầu chi cũng được. Đầu tiên chụp cái chim áo rồi. Nào. 3, 2, 1. Lâu lắm mới gặp được con chim to. 3 cân đúng không? Được rồi anh ạ. 3 cân đấy. Chim Linh bằng từ bé giờ chưa nhìn con chim được 3 cân. Bình thường là chỉ có toàn mấy lạng thôi đâu. Bây giờ em đứng vào trong này, em coi em cho nó bay lên kia. Ok. Bảo thằng người nó mang con mồi. Gọi cho em chỉnh ra đây cái. Đây rồi, đây rồi, đây, hàng ra đây rồi. Để hôm nào anh bảo có toàn hội lên trên này, hội chim lên trên này thi đấu luôn. Nhốt gà chưa? Cái gì vậy? Nhốt gà chưa? Gà? Gà chưa nhốt đâu. Có phải nhốt nó vào không? Bọn này vô. Có sợ. Thôi được, luộc một con để phải chịu nó. Đây. Rồi bà ngồi xuống nó bay về luôn đấy, Bảo Dương ạ. Nó không về đây đâu, nó phải có ra đây ra. Sợ cái găng này nó không quen đâu anh rồi. Chẳng liên quan gì đến cái găng tay đấy cả. Cái kiểu con mình đeo vào nó cứ. Đấy. Đấy. Con này nó mềm không? Móng nó bấm vào cái tay. Con này săn. Con này phải qua là để nó cách tay được thôi, chứ còn không cả đại bàng không. Con này móng hết. Con này mấy tuổi rồi? Con này là 3 tuổi. Nó dòng này nhất Việt Nam. Con này là vừa giải nhất thi chim ở Việt Nam hôm 5 tháng 11 đấy. Con này mình phải lên gác mình xem được nó bay mới thích nhỉ. Đúng rồi, đứng ở trên thì nhìn nó rõ. Khống chế gần nữa chứ. Bay một tẹo nó cứ đi gái gọi luôn đừng cho bay xa. Đấy kiểu ở đây nó có khuôn viên nó cũng thích bay như khuôn viên mà. Cho về.
Xuống. Cho xuống đi. Cho xuống đi đừng giấu á. Xuống dứt qua đây. Về đấy. Một lúc nữa về. Ở đây cái địa hình đẹp mà nên là nó bay cho sướng. Kia nó vẫn lượn đi ngoài. Đồi núi, đúng đồi núi, gió đâu. Để em cất cái này đi xong rồi mai cho nó. Tí cho nó ăn luôn đây. Không, mỗi hôm nhá, xong chốc anh sẽ hướng dẫn về cái chế độ thức ăn. Chứ không phải muốn cho ăn bao nhiêu thì cho đâu. Ờ, cho ăn nhiều quá nên lúc nào nó lì, nó không gọi nó không qua đâu. Mấy lớp cái cây. Nếu mà thi là 7 phút là phải quay về à? Ừ, trong vòng 7 phút là phải về. Phải về. Không phải cho nó bay quá hơn. Tức là đây chắc là về. Hay nó lượn đủ 7 phút nó mới về. Ừ, tại vì tập nó như thế mà. À, tức là mình khi mà đi thi người ta khống chế 7 phút là vì là mình tập mình phải khống chế được thời gian của nó ấy. Chứ còn nếu mà để bay tự do, ví dụ thả một con này lúc đi thi mà phải thi xong con nọ con kia mới được thi, nó bay nửa ngày nó mới về thì thôi. Nên là với cả là để cho mọi người tập khống chế được nó, chứ còn con chim mà thả bay không khống chế được thời gian thì là không đạt yêu cầu. Con kia nó ăn no mất rồi. Với cả là chắc là nó lâu nó không được đấy. Tỉnh lên. Nó không muốn đổ luôn. Nó có nhìn thấy nước này có sợ không? Không. Nó lấy là cái hiện tượng này, hiện tượng nó ăn no rồi. Không ngoan. Nó nhởn nhơ, đúng rồi. Về luôn. Xích luôn. Rồi xong, mày đã bị lừa rồi. Cất luôn em ạ. Rồi sau một cái buổi giao lưu rất là thân mật rồi thì bây giờ cũng đến cuối ngày rồi và anh em mình đã tiến hành chính thức là trao lại hai chú đại bàng đã tốt nghiệp cho người anh em Trung Võ.
ra bắt tay là được. Sáo đấu thì dân tập chim. Đó thì đại bóng đương với đại bóng biển là đều ngày hôm nay là qua tay cũng khá là ưng ý rồi. Đấy thì sau này ngày mai thì anh em một chí là tập thêm nhé. Ok. Thì, cần cái gì mà chưa rõ thì bảo anh em nó gọi cho anh. Ok. Chỉ cho nhé. Thì có gì hôm nay anh em cũng chơi tay đến đây nhé. Và thì có gì xong là bọn anh sẽ bố trí lên cho đi tiếp. Ok nhé. Chị ơi. Có gì không biết là cứ hỏi anh. Ok chắc chắn rồi. Còn chắc còn phải hỏi nhìn rất là nhiều rồi. Ok. Đi anh em đi ra xe đi.